Mới đây tại tỉnh Trà Vinh, hai nam thanh niên Lê Hoàng Nam, 24 tuổi và Trần Văn Úc, 30 tuổi, đã đánh một nạn nhân tử vong chỉ vì mâu thuẫn khi ăn nhậu. Cả hai đã bị tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra, đêm 15 tháng 1, sau khi uống bia tại một quán thuộc huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, thì Nam út xảy ra mâu thuẫn và xô xát với Lê Văn Mẫn, 28 tuổi, ngụ huyện Thành Quá, tỉnh Long An, và Lê Trọng Vũ, 30 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh sau đó chủ quán đến can ngăn nên cả hai bên bỏ ra về. Lúc này Út điều khiển xe máy chở Nam đến thị xã Duyên Hải để tiếp tục uống rượu bia. Khi đi được một đoạn, cả hai thấy Mẫn và Vũ đang ngồi ven đường nên dừng xe xong tới, dùng nón bảo hiểm và tay chân tấn công đối phương. Nam dùng một cây gỗ có sẵn trên đường đánh nhiều cái vào người và đầu của Mẫn, Út. Người dân địa phương phát hiện sự việc tri hô, Nam bỏ lại cây gỗ và lên xe tẩu thoát. Mẫn được mọi người đưa đi cấp cứu do thương tích nặng nên đã tử vong lực lượng chức năng đã bắt được nam và úc khi cả hai đang trên đường tẩu thoát tại cơ quan công an bước đầu cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội